Hi-Fi 2015 bước vào những chặng cuối. Các tay đấm xuất sắc nhất đã sẵn sàng quyết chiến tranh cúp nhà vua ngay tại sân nhà Thái Lan. Võ đài đỉnh cao, ai sẽ xưng vương? Đón xem Hi-Fi Countdown chung kết tranh cúp nhà vua trực tiếp lúc 18:30 ngày 31 tháng 12 duy nhất trên kênh Let's Việt. Chức năng gan bảo nguyên, giải độc gan, hạ men gan. Hân hạnh tài trợ chương trình này.